Bạn có biết quy trình gọt hàm tại bệnh viện Kang U diễn ra như thế nào không? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Bước 1. Khám lâm sàng. Bước 2. Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như đo huyết áp, xét nghiệm máu, đo điện tim, siêu âm. Đặc biệt, bạn sẽ được chỉ định chụp phim X quang AI điện toán. Đây là công nghệ X quang hiện đại nhất hiện nay cho ra hình ảnh cấu trúc xương 360 độ với 1.800 lát cắt, giúp bác sĩ xác định được mật độ, độ dày và chất lượng của xương. Từ đó tính toán được lượng xương cần cắt chính xác đến từng mm, tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả. Sau đó, bạn sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật. Tại đây, bác sĩ chuyên khoa sẽ đọc kết quả xét nghiệm để đưa ra các chỉ định phù hợp và khám lại cho bạn một lần nữa. Bạn có biết quy trình vô trùng vô khuẩn trong phòng phẫu thuật là vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả việc đeo bao tay cũng phải được đào tạo. Đây là sự khác biệt lớn khi bạn phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện và các spa bên ngoài. Đây là áo phẫu thuật được hấp vô trùng giúp ngăn chặn lây nhiễm chéo và khử trùng hoàn hảo. Bạn sẽ được theo dõi các chỉ số liên tục trong suốt quá trình phẫu thuật. Bạn có biết, để được tham gia vào ca phẫu thuật gọt hàm tại bệnh viện Kang U, bác sĩ cần phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm. Để vận hành được ca phẫu thuật đòi hỏi ekip bác sĩ điều dưỡng ít nhất 10 người, bao gồm bác sĩ phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức, bác sĩ cấp cứu, điều dưỡng dụng cụ và điều dưỡng vòng ngoài. Một trong những lợi thế cạnh tranh của chúng tôi trong phẫu thuật hàm mặt chính là công nghệ nội soi 4K vô cùng hiện đại. Với camera 30 độ được sản xuất tại Đức, bác sĩ có thể nhìn thấy rõ hệ thống thần kinh, mạch máu phức tạp để tránh đường, không làm tổn thương chúng. Ngược lại, việc bóc tách chỉ dựa trên phán đoán có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây chính là thiết bị nội soi mà bác sĩ sẽ đưa vào trong khoang miệng để tiến hành phẫu thuật. Ngoài ra, bệnh viện Kang U còn đầu tư vào hệ thống dao siêu âm EcoLab vô cùng cao cấp. Không chỉ một mà chúng tôi đầu tư đến 3 máy để phòng những trường hợp đột xuất không để khách hàng chờ đợi. Lợi thế của dao siêu âm chính là sử dụng sóng siêu âm để cắt xương vô cùng nhanh chóng và chính xác từng chi tiết, không tạo bột xương. Chưa hết, điều đặc biệt là loại dao này lại không thể cắt đứt các mô mềm xung quanh. Chiếc bao tay này đang minh họa cho phần mô mềm của cơ thể. Bạn thấy đấy, phần mô không hề bị tổn thương. Điều này giảm tối thiểu xâm lấn và tình trạng xương bầm sau phẫu thuật. Đây là được xem là công nghệ xịn sò nhất trong phẫu thuật hàm mặt mà bệnh viện Kang U rất tâm huyết đầu tư. Và đây là kết quả sau 2 giờ phẫu thuật. Xin chào các bạn, là bác sĩ vừa phẫu thuật xong một ca gọt góc hàm. Các bạn thấy là cái bạn nam này cái góc hàm hai bên do tai nạn nên là nó không đều nhau. Bên phải bạn thì cái xương hàm nó quá to đi, còn bên trái thì nó hơi to nhẹ. Cho nên là bác sĩ đã gọt bên phải nhiều hơn và bên trái ít hơn. Qua cái sự tính toán trên phim AI thì mình đã xác định được cái khối lượng xương cần gọt. Thì bác sĩ đã gọt, đây các bạn xem. Đây là bên trái của bạn, mình gọt không ít. Còn bên phải do cái xương nó nhiều hơn, đã cắt đi từng này là nó sẽ tạo ra cái khuôn mặt nó cân đối. Sau khi phẫu thuật xong, khách hàng sẽ được chuyển sang khu vực hậu phẫu, được điều dưỡng và bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Thì trong một tuần đầu thì em ăn cháo, ăn những cái thức ăn lỏng thôi. Rồi sau một tuần thì em nhai những cái trung bình được, sau 3 tuần thì gần như ăn uống bình thường. Cái chỉ khâu trong miệng em á, thì cái vết mổ nó cũng nhỏ thôi, mình dùng chỉ tự tiêm mình khâu thì gần như tự nó tiêu, nó rụng đi. Hôm nay thì bác sĩ đã siêu âm cho em nè, kiểm tra cái vùng xương hàm này, đã chụp lại phim X quang A khảo sát cái xương, đánh giá trước và sau gọt hàm, kết quả rất là tốt em nha. Theo cái tính toán của bác sĩ, hiện nay về siêu âm thì mình không có sưng gì nhiều, không có tụ dịch, rất là ổn. Còn về xương thì đã lấy ra đúng cái lượng xương mà mình đã tính toán trước đó rồi, nên là cái kết quả rất là tốt em nha. Kang U, lựa chọn an toàn cho phẫu thuật hàm mặt.